Trong lúc mà thị trường đang bấp bênh như thế này thì Linda đoán là cũng rất là nhiều bạn giống như Linda, tức là vẫn hold rất là nhiều con và vẫn đang đợi thị trường tốt đẹp trở lại để bán ra. Thì trong lúc chờ đợi, tại sao chúng ta không kiếm lãi suất trên những cái đồng token này, đúng không? Thì hôm nay Linda và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu một cái app, một cái ứng dụng mà giúp các bạn kiếm lãi suất trên những cái đồng tiền điện tử mà các bạn hold. Ứng dụng này có tên là Finblocks. Thì để tìm hiểu xem thử là Finblocks hoạt động như thế nào thì mình cùng đi vào review chi tiết ha. Let's go. Như mình nói hồi nãy thì Finblocks là một cái ứng dụng giúp các bạn nhận lãi suất trên những cái tiền điện tử mà các bạn đang hold. Thì đây chính là trang web của Finblocks, finblocksapp.com. Thì đây chỉ là trang web thôi nha, còn nếu các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm thì các bạn phải bấm vào tải ứng dụng, vì đây là một cái ứng dụng ở trên điện thoại, có cho cả iOS và cả Android luôn. Các bạn có thể bấm vào cái dấu hai gạch và chọn tiếng Việt để có thể hiểu cái trang web này rõ hơn. Thì tới đây thì sẽ có rất là nhiều bạn hỏi mình là vậy thì Finblocks có gì khác biệt so với các cái nền tảng staking hay là kiếm lãi suất ở trên các cái sàn SEC, sàn DEX. Thì ở đây á, cái mức lãi suất mà Finblocks offer là rất là cao, lên đến 90% luôn nha mọi người. 90% cho AXS, 20% cho Matic và 15% cho USDC. Thì các bạn muốn tìm hiểu thêm các cái loại lãi suất này thì các bạn có thể vào chính cái ứng dụng để có thể thấy cái mức lãi suất chi tiết. Ngoài ra thì các cái tài sản này nó không bị khóa, tức là không bị lót một tháng hay là 3 tháng, 6 tháng gì hết, mà các bạn có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Và đây là lãi kép nha mọi người, tức là các bạn sẽ kiếm lãi trên lãi và các bạn sẽ được trả lãi hàng ngày. Finblocks cũng không hề thu phí gì người dùng, mà các bạn chỉ tốn phí chuyển các cái tài sản này từ các cái ví khác về cái ví ở trong Finblocks thôi. Để có thể mang được cái mức lãi suất hấp dẫn như thế này á, thì Finblocks sẽ làm việc với các cái tổ chức vay tiền uy tín trong lĩnh vực cho vay tài sản kỹ thuật số như là Genesis, BitGo hay là các protocol của DeFi. Về phần backer thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì Finblocks đã nhận được 3,9 triệu đô đầu tư cho vòng seed round từ các quỹ lớn trên toàn thế giới như là Sequoia Capital India, Dragonfly, Three Arrows Capital, Orange Dao, Kairos, vân vân. Về phần team ở đứng sau của Finblocks thì mọi người có một vài cái tên đáng chú ý, như là CTO của Finblocks là cựu CTO của Coins.ph, là một trong những cái sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Philippines, và CEO của Finblocks từng là co-founder của GoTrade có trụ sở Singapore. Và đội ngũ nhân sự thì rất là giàu kinh nghiệm, bởi vì họ đến từ những cái big corp như là Gojek, Grab, vân vân. Vì mình dùng iOS nên mình sẽ lên App Store và download cái ứng dụng này về ha. Các bạn chỉ cần một cái email và tạo một cái mật khẩu là để có thể tạo được một cái tài khoản Finblocks cực kỳ dễ dàng luôn. Ok, thì sau khi download và truy cập ứng dụng thì trên màn hình mình sẽ có cái ứng dụng của Finblocks. Ứng dụng của Finblocks thì có chủ yếu là hai màu xanh trắng, và như mọi người thấy là ở phía dưới cái ứng dụng sẽ có cái hình ngôi nhà, hình dấu cộng và hình bánh răng. Thì hình bánh răng tức là mục cài đặt thì sẽ có là cài đặt security, là các bạn có thể set pass hoặc là set khóa 2FA. Về language, về ngôn ngữ, các bạn có thể chọn tiếng Việt cho dễ hiểu. Currency tức là các bạn sẽ chọn cái đồng tiền tệ nào là đồng tiền tệ chính trong đây. Ở đây thì mình cứ để Việt Nam đồng ha. Ngoài ra sẽ có một vài cái identity verification, nó giống như là xác nhận danh tính ở bên, giống như ở bên sàn mọi người, là mọi người sẽ có các cái cấp để xác nhận, như là basic, verify, là verify plus. Thì các bạn có thể là cung cấp ID của mình để có thể nâng cái mức giao dịch hàng ngày lên tới 3.000, hoặc là có thể cung cấp các cái chứng nhận về chỗ ở để có thể nâng cái mức rút một ngày lên 50.000, vân vân. Đây là theme, tức là bạn có thể chọn cái cài đặt cái gọi là cái hình ảnh ở trong cái app này và trợ giúp. Phần tiếp theo là phần transfer, thì các bạn có dApp, tức là các bạn sẽ dApp tiền vào. Ở đây sẽ có các cái gọi là các cái pool, các bạn có thể dApp tiền vào. Transfer out là các bạn dùng để rút tiền. Và đây là lịch sử giao dịch, rất là minh bạch. Rồi ok, các phần dưới thì mình sẽ bỏ qua. Bây giờ mình sẽ quay trở lại ngôi nhà ha. Ngôi nhà thì ở mục trên cùng các bạn sẽ có account value, tức là tổng giá trị tài sản của bạn bây giờ. Total interest earn, tức là cái lãi suất mà bạn đã earn, tổng lãi suất mà bạn đã earn. Và cái interest accrued today, tức là cái lãi suất mà bạn đã tích lũy được ngày hôm nay. Ở đây thì Linda mới bỏ vào hôm qua thôi, cho nên nó vẫn đang tích lũy. Ở dưới sẽ có mục My Holdings, thì hiện tại Linda vừa mới dApp một son vào. Thì
ở bên Finplus tặng thêm cho Linda 60 SLP nha mọi người. Rất là dễ thương luôn. Ok, và ở đây là những cái lãi suất mà mình đã nói hồi nãy, thì các bạn có thể lướt để xem các hộ lãi suất khác nhau. Ngoài ra thì hiện nay Finplus có một cái chương trình mời bạn bè đang cực kỳ ưu đãi, đó là bạn có thể mời bạn bè và nhận lên đến 250 USDC. Thì cách để mà nhận 250 USDC thì khá là đơn giản. Đầu tiên là bạn phải chia sẻ cái liên kết, giống như kiểu cái link refer đến cho bạn bè, các bạn bè muốn đăng ký tài khoản thì phải sử dụng cái link này. Sau đó là các bạn bè của bạn phải đạt cấp độ xác minh cơ bản. Cái mục thứ ba thì các bạn bè của bạn phải gửi tối thiểu 100 đô Mỹ trong vòng 7 ngày sau khi đăng ký tài khoản và giữ tiền trong đó ít nhất là 2,5 tháng. Và cuối cùng là sau 7 ngày thì cả hai bạn sẽ nhận được lên tới 250 đô la Mỹ. Ở đây là một số các điều khoản áp dụng và cái cơ cấu giải thưởng, thì các bạn có thể thấy là số dư càng cao thì bạn và bạn bè của bạn sẽ càng nhận được nhiều USDC. Và nên nhớ rằng thời hạn nạp tiền để nhận thưởng của chương trình chỉ kéo dài 7 ngày kể từ khi bạn đăng ký tài khoản Finplus nha. Nên ta thấy là đây là một cái chương trình rất là hay và cũng kích thích các bạn mời thêm nhiều bạn bè để tham gia Finplus. Vừa rồi chính là review cũng như là trải nghiệm sản phẩm Finplus của Linda, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về sản phẩm này. Nên nhớ đây không phải là lời khuyên đầu tư mà chỉ nhằm mục đích thông tin thôi nha, nhưng các bạn cần cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định của mình. Các bạn cũng hãy comment cho Linda biết xem thử là ấn tượng của bạn với Finplus là gì, cũng như là trải nghiệm sản phẩm của bạn đối với Finplus. Đừng quên cho Constant TV một like cũng như là một subscribe nha, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!